Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Vái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mái tóc bạc trắng bỗng trở nên đen mượt óng ả, ai cũng bất ngờ khi biết lý do. Tóc bạc sớm là nỗi muộn phiền của rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng tóc bạc sớm là do thiếu máu, thiếu vitamin làm giảm sắc tố ở tóc, gây tình trạng lão hóa sớm tóc và gây tóc bạc sớm. Bạn biết không, trong dân gian có rất nhiều bài thuốc trị tóc bạc sớm đơn giản, dễ làm mà hiệu quả lại rất cao. Trong video hôm nay, kênh Phê Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo chữa bệnh tóc bạc sớm được rất nhiều người áp dụng và thành công mỹ mãn. Vậy phương pháp đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Để thực hiện phương pháp chữa bệnh tóc bạc sớm tại nhà này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một ít bột trà xanh. Bột trà xanh bạn có thể mua được ở các quầy tạp hóa hoặc là các cái siêu thị trên toàn quốc, giá rất rẻ các bạn ạ. Nguyên liệu thứ hai là một ít sữa chua, bạn nhớ chọn loại không đường nhé. Tiếp theo hãy chuẩn bị cho mình một ít dầu ô liu. Và cuối cùng là một quả chanh tươi, đây là bốn nguyên liệu của chúng ta. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên bạn cho khoảng tầm 3 thìa bột trà xanh vào trong bát. Tiếp theo bạn cho sữa chua không đường vào. Một chút dầu ô liu. Và một thìa nước cốt chanh. Bây giờ bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho bốn nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong rồi. Rất là nhanh phải không các bạn? Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này trị bệnh tóc bạc sớm như sau. Trước tiên bạn hãy gội sạch đầu bằng nước ấm và dầu gội đầu. Sau đó bạn dùng khăn mềm lau cho tóc bớt nước đi. Tiếp theo bạn dùng hỗn hợp của chúng ta vừa làm bôi lên tóc. Bạn bôi thật đều từ chân tóc đến ngọn tóc. Sau khi bôi xong, bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình massage vùng da đầu và tóc để cho các dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu từng nang tóc. Như vậy thì hiệu quả trị bệnh tóc bạc sớm sẽ đạt cao nhất. Sau khi thoa và massage xong, bạn ủ trên tóc thêm khoảng tầm 20 đến 30 phút nữa. Sau thời gian ủ tóc thì bạn gội sạch lại với nước là xong. Lưu ý với các bạn là sau khi ủ xong thì bạn chỉ gội với nước sạch thôi, tuyệt đối không dùng dầu gội nữa nhé. Nếu như bạn kiên trì áp dụng phương pháp này một tuần 1 đến 2 lần, tóc của bạn dù có bạc đến mấy cũng sẽ trở nên đen nhánh và óng mượt chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng. Chúc các bạn thành công và sớm có mái tóc như ý.